Những ngày qua, dư luận đang xôn xao việc anh Nguyễn Thanh Hải, người nhiều người biết đến với biệt tài săn bắt cướp ở Bình Dương bất thần nộp đơn xin nghỉ việc và ngay lập tức được chấp thuận. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo Tiền Phong đã có cuộc đàm phán với Thượng tá Hà Văn Thanh, người vừa nhận quyết định nghỉ hưu, nguyên phó trưởng phòng phong trào công an tỉnh Bình Dương. Hơn ai hết, Thượng tá Thanh là người hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của hiệp sĩ Hải, bởi ông là người trước tiên đề xuất xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm tại Bình Dương. Phóng viên, thưa ông, vừa qua anh Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin nghỉ nhập cuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương và sau đó được chấp thuận. Với tư cách là người khởi xướng mô hình câu lạc bộ này, ông có suy nghĩ gì? Thượng tá Hà Văn Thanh, tôi đã biết việc anh Hải nộp đơn xin nghỉ ở câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Tôi thật sự rất bất thần, càng băn khoăn hơn khi quyết định chấp thuận lại được thực hiện sau đó. Theo tôi, việc để anh Hải nghỉ sẽ là tổn thất rất lớn cho địa phương. Để tìm được một người dân như anh Hải nhập cuộc hiệu quả phong trào thật không hề dễ dàng. Thượng tá Hà Văn Thanh, nguyên phó trưởng phòng phong trào công an tỉnh Bình Dương. Phóng viên, theo ông nên xử lý thế nào cho hiệu quả khi nhận đơn xin nghỉ việc của anh Hải? Thượng tá Hà Văn Thanh, anh Hải xin nghỉ là do quy chế ràng buộc, địa bàn hoạt động hẹp. Với lý do đó thì không khó để đưa ra hướng xử lý và không cần tới quyết định chấp thuận theo nguyện vọng. Tại sao chúng ta không áp dụng việc ký kết địa bàn giáp ranh? Theo cá nhân tôi, tổ chức nên tìm cách tạo điều khiếu nại để anh Hải có thể ở lại công tác vì sự phát hành tầm thường của phong trào. Trong quá trình công tác, tôi luôn nghe anh Hải tâm sự về việc nhiều địa phương không tạo điều khiếu nại hợp tác cùng. Anh Nguyễn Thanh Hải nhận bằng khen của Trung ương đoàn. Phóng viên, ông có thể cho biết thêm về luận điểm cho rằng, việc để anh Nguyễn Thanh Hải nghỉ là tổn thất lớn. Thượng tá Hà Văn Thanh, như chúng ta đã biết, anh Nguyễn Thanh Hải là cánh chìm đầu đàn trong mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Trong suốt 20 năm hoạt động, anh Hải nhập cuộc bắt được gần 4.000 vụ trộm, cướp, chiếm được trên 700 bằng khen, giấy khen các loại từ cấp trung ương đến địa phương. Nhờ hoạt động hiệu quả, nhiều tỉnh, thành khác đã đến Bình Dương xin được học tập mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Ở Bình Dương có hàng chục câu lạc bộ nhưng khi nhắc đến hiệp sĩ Bình Dương là người ta nghĩ ngay đến anh Hải. Phong trào ở tỉnh nhà phát hành, không thể không nhắc đến công của anh Hải. Theo tôi, để tìm ra một người như anh Hải nhập cuộc hiệu quả mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm là rất khó. Bởi vì, hiếm có người này làm việc chí công vô tư không vì tiền bạc, không nề hà ngày đêm, găng góc dám hy sinh. Như anh Hải. Phóng viên, trong thời gian đang công tác, với vai trò là hướng dẫn phòng phong trào, ông đã hỗ trợ câu lạc bộ phòng chống tội phạm như thế nào? Thượng tá Hà Văn Thanh, quá trình làm công tác quản lý, tôi biết việc anh Nguyễn Thanh Hải hoạt động ngoài địa bàn phường phụ trách nhưng vẫn nỗ lực tạo điều khiếu nại tốt nhất. Tuy nhiên, để tận dụng trình độ của hiệp sĩ này mà không để anh vi phạm pháp luật, tôi đã tập huấn nghiệp vụ thường xuyên cho anh Hải. Tôi luôn dặn anh Hải phải bắt tội phạm phải bắt quả tang, đúng người và phải đưa nạn nhân đến hiện trường để xác thực. Là tổ chức tự nguyện, mỗi người dân đều có quyền nhập cuộc và khi nhập cuộc phải thực hiện theo quy chế ban hành. Anh Hải xin nghỉ vì cảm thấy không thích hợp với quy định hoạt động. Quy định thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở phường nào thì chỉ được hoạt động trong địa bàn phường đó. Anh Hải nhiều lần hoạt động ngoài phạm vi phường Phú Hòa. Ủy ban nhân dân phường đã mời anh Hải lên làm việc và nhắc nhở về việc này. Anh Hải cảm thấy quy chế gò bó nên xin nghỉ, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hòa nói.